Thí điểm chọn Đà Nẵng, Phú Quốc mở cửa đón khách du lịch quốc tế thông qua hộ chiếu vaccine mới đây đã đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. Sau Đà Nẵng, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trình và xin ý kiến về kế hoạch đón khách quốc tế trở lại trong sự mong mỏi của doanh nghiệp. Và Thành phố Hồ Chí Minh đã có đề xuất đón khách quốc tế từ tháng 12 và mở rộng phạm vi đón khách trong năm 2022, không yêu cầu cách ly tập trung sau khi nhập cảnh, áp dụng hộ chiếu vaccine. Là một trong những đơn vị lữ hành lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp này cũng như nhiều lữ hành doanh nghiệp khác đã bị bào mòn nhân lực, vật lực vì phải liên tục đóng cửa, dừng hoạt động. Việc từng bước mở cửa quốc tế thông qua hộ chiếu vaccine là nguyện vọng và là cơ hội duy nhất hiện nay để ngành du lịch sẽ sớm tăng băng sau gần 2 năm đóng cửa thị trường quốc tế. Chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi, thì chỉ có một cơ hội cuối cùng để cho du lịch quay trở lại, đó chính là hộ chiếu vaccine. Dù hộ chiếu vaccine dành cho người Việt Nam hay dành cho người nước ngoài, chúng tôi cũng rất cần. Chúng tôi có cơ hội hoạt động trở lại thì cũng phải dựa vào hộ chiếu vaccine để làm việc. Và đối với là doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi xem đây là một cái cơ hội vàng. Đa số các khách hàng đều rất là quan tâm và đều mong muốn là Việt Nam của chúng ta sớm mở cửa để mà các đối tác có thể triển khai thực hiện cái việc mà đón khách, gửi khách về lại Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề xuất đón khách quốc tế gửi Thủ tướng và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, thành phố dự kiến thí điểm đón khách từ tháng 12 và mở rộng phạm vi đón khách trong năm 2022, không yêu cầu cách ly tập trung sau khi nhập cảnh, áp dụng hộ chiếu vaccine. Cụ thể, từ tháng 12, các doanh nghiệp lữ hành đủ điều kiện sẽ được đón khách quốc tế đến thành phố theo chương trình trọn gói, thông qua các chuyến bay charter và chuyến bay thường lệ. Từ tháng 1 năm 2022, việc đón khách sẽ thực hiện theo các chương trình trọn gói tại thành phố hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương được chấp nhận đón khách quốc tế. Từ tháng 4 năm 2012, mở cửa hoàn toàn với thị trường khách quốc tế. Hiện nay, Sở Du lịch cũng đã dự thảo đề án đón khách quốc tế trở lại, đang lấy ý kiến với các sở ngành để trình Ủy ban Nhân dân thành phố xin báo cáo với là chính phủ về việc là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón khách quốc tế trở lại vào năm 2022. Ngành du lịch vào cuộc với tư thế sẵn sàng, nghĩa là có sự chuẩn bị đầy đủ rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cái điều mà chúng ta mong mỏi trong chờ đó là cái miễn dịch cộng đồng của chúng ta bao phủ vaccine đầy đủ. Tác động của dịch COVID-19 đã và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2019, thành phố đón 8,6 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2020, con số này chỉ còn 1,3 triệu lượt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và đến năm 2021, cũng bởi dịch COVID-19, 9 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh chính thức về con số 0. Điều này kéo theo hàng loạt doanh nghiệp, đại lý, lữ hành phải đóng cửa, người lao động mất việc làm. Trong bối cảnh như vậy, cùng những điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay, ngành du lịch thành phố đang kỳ vọng sớm được đón khách quốc tế trở lại để phục hồi thị trường.